nghiệp ở đó. Nếu anh ấy muốn ra đi thì đã không đặt bút ký hợp đồng mới. Tờ The Sun cho hay Chelsea sẵn sàng trả 50 triệu bảng cho Juventus để đổi lấy chữ ký của hậu vệ Alessandro. Được biết, cầu thủ 26 tuổi cũng ngỏ ý muốn được khoác áo The Blues khi từ chối gia hạn hợp đồng với bà đầm già. Trước những tin đồn liên quan đến tương lai của Julian Draxler, phía Paris Saint-Germain đã phải lên tiếng. Theo lời huấn luyện viên Unai Emery, ngôi sao người Đức sẽ không rời Paris Saint-Germain ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1 tới. Cậu ấy đang là quan trọng cho đội hình của chúng tôi. Cậu ấy đã ra sân 13 lần ở Lyon. Điều đó cho thấy cậu ấy vẫn rất quan trọng với đội bóng. Tôi vẫn rất cần Draxler trong kế hoạch của mình. Tôi đã nói rất nhiều về tương lai của cậu ấy. Draxler đang là cầu thủ của Paris Saint-Germain và cậu ấy sẽ không đi đâu hết. Thủ thành David De Gea đã bật đèn xanh cho Real Madrid về khả năng rời Manchester United sang Bernabeu. Tuy nhiên, anh đưa ra hai điều kiện với chủ tịch Florentino Perez là câu lạc bộ phải bán Keylor Navas và mức lương của anh chỉ đứng sau Ronaldo. Theo Marca, chủ tịch Florentino Perez đã sẵn sàng biến De Gea trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử, không còn là con số 63 triệu bảng nữa, mà ban lãnh đạo Real Madrid sẵn sàng duyệt chi gói chuyển nhượng có thể chạm ngưỡng 80 triệu bảng cho De Gea. Năm 2009, Real Madrid từng chiêu mộ ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng với giá 80 triệu bảng. Báo chí Italia tiết lộ Manchester United đã cử tuyển trạch viên của câu lạc bộ tới xem trận đấu giữa Lazio và Sampdoria vào cuối tuần qua. Mục đích của chuyến đi là nhằm kiểm nghiệm khả năng của tiền vệ Milinkovic-Savic, người đóng vai trò chủ chốt trong màn ngược dòng 2-1 của Lazio. Lazio đã khởi đầu mùa giải trong nhóm đua vị trí dự cúp Champions League và Savic đã ghi 3 bàn kể từ đầu mùa giải. Inter và Juventus tranh nhau mua sao Liverpool. Theo Tuttosport, Inter Milan đã sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ đang khoác áo Liverpool Emre Can cùng với ba đầm già thành Turin Juventus. Được biết, tiền vệ này sẽ hết hạn hợp đồng tại sân Anfield vào cuối mùa giải năm nay. Mùa hè vừa qua, anh cũng được cho là đã tiến rất sát đến Turin. Tuy nhiên, hiện giờ đối thủ của Juve là Inter cũng coi anh là mục tiêu số 1 để bổ sung vào đội hình cạnh tranh chức vô địch Serie A vào mùa giải mới. Theo Diario Gol, Real Madrid đã liên lạc với Chelsea để đàm phán hợp đồng thương vụ Eden Hazard. Cầu thủ Bỉ đang trì hoãn việc ký hợp đồng với Chelsea và vẫn luôn ca ngợi Real Madrid là câu lạc bộ và điểm đến lý tưởng. Theo Daily Mail, hai câu lạc bộ Anh là Manchester City và Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của Jimmy Sensori. Tiền vệ 21 tuổi đang là trụ cột của Nice ở mùa giải này. Tiền vệ người bờ biển Nga có kinh nghiệm thi đấu rất dày dặn khi đã từng dẫn dắt hàng tiền vệ của cả một đội bóng. Khả năng dẫn dắt lối chơi mà anh sở hữu đã góp sức rất lớn trong hai mùa giải đầy thành công của Nice. Nhiều người cho rằng Nice sẽ rơi vào khủng hoảng sau sự ra đi của Hatem Ben Arfa, nhưng rốt cuộc Sarri đã tỏa sáng và giúp đội bóng này bay cao. Ngoài Liverpool và Man City, Sarri cũng là cái tên nhắm tới của rất nhiều đại gia ở mùa giải năm nay như Barca hay Tottenham. Theo Mundo Deportivo, Barcelona đã sẵn sàng đẩy mạnh thương vụ Coutinho với quyết tâm chi ra số tiền 172 triệu bảng để đưa anh về sân Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ngôi sao người Brazil từ chối cam kết tương lai với